Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 28 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Văn Lâm. Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Cán bộ và nhân dân đồng thuận việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Công an huyện Văn Lâm khởi tố 2 đối tượng chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng biên tập báo Hưng Yên chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Văn Lâm khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phạm Văn Cường. Đồng chí yêu cầu trên cương vị công tác mới các đồng chí được điều động bổ nhiệm cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Văn Lâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Chiều nay, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thủ trưởng một số sở ban ngành địa phương cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn nhấn mạnh các nội dung kỳ họp lần này là những vấn đề quan trọng, là cơ sở pháp lý trong việc quản lý điều hành của chính quyền địa phương đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và năm 2025. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành xem xét thông qua một số nội dung quan trọng như chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự dôi dư, nghỉ công tác theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Xem xét nội dung sáp nhập 4 thôn để thành lập 2 thôn mới thuộc xã Dương Quang và xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số công trình dự án trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Phê, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Biểu quyết đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đoàn, nguyên Bí thư Huyện ủy, huyện Yên Mỹ do nghỉ hưu. Với tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ, 100% đại biểu dự kỳ họp đã nhất trí thông qua 19 nghị quyết chuyên đề và 3 nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, điển hình như nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ DT 378 đến quốc lộ 5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước vùng công nghiệp Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang và một số hạng mục phụ trợ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn đề nghị sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, tập trung chỉ đạo ổn định tình hình quản lý nhà nước, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn tổ dân phố. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lắng nghe phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri, vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách, cử tri, nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Triển khai toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm 2024, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành mục tiêu giải ngân theo đúng yêu cầu kế hoạch vốn Hội đồng Nhân tỉnh đã quyết nghị, giảm ít nhất 3% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới việc giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ công trong xây dựng cơ bản. Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với chủ đầu tư bàn giao giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh quản lý, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, tránh dự án dở dang kéo dài làm giảm hiệu quả đầu tư. Nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, gắn với việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Chúng ta phải quản lý chặt chẽ những công sản mà được giao cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức đơn vị. Chúng ta vừa phải quản lý, vừa phải sử dụng làm sao hiệu quả, tránh lãng phí. Chương trình kỳ họp thứ 8 hôm nay, Quốc hội dành phần lớn thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 cho biết, giai đoạn 2015-2023, thị trường bất động sản đã có những bước phát triển về quy mô, loại hình, số lượng, hình thức huy động vốn và các chủ thể tham gia, tạo ra khối lượng lớn cơ sở vật chất cho xã hội, giúp cho các ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển và nâng cao điều kiện sống cho các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường bất động sản và nhà ở xã hội còn nhiều tồn tại, bất cập, phát triển chưa bền vững, mất cân đối cung cầu, giá bất động sản còn cao so với thu nhập của đa số người dân, nhiều khu đô thị bỏ hoang, quản lý chung cư mini còn nhiều bất cập, chưa có phương án xử lý, giải quyết hiệu quả các khu chung cư cũ không đảm bảo điều kiện sống cho người dân, nhiều dự án gặp vướng mắc, chậm được triển khai. Các loại hình bất động sản mới gặp nhiều vướng mắc pháp lý, thiếu quy định rõ ràng, cụ thể điều chỉnh. Thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung vào một số vấn đề như việc đáp ứng mục đích yêu cầu đặt ra của cuộc giám sát, tình trạng việc thực hiện kết quả đạt được, bất cập, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2023, tính phù hợp, khả thi của các giải pháp trước mắt và lâu dài trong báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Trong buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáng nay, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Dịch vụ về giá Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính bồi dưỡng về thẩm định giá nhà nước cho cán bộ công chức tài chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong năm ngày, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, với hơn 100 học viên là cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu và học viên đã tham gia tìm hiểu, thảo luận các vấn đề xung quanh 7 chuyên đề về thẩm định giá, thảo luận, trao đổi các khó khăn, vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định giá tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Lê Huy mong muốn các giảng viên sẽ truyền đạt đầy đủ các nội dung của lớp bồi dưỡng, yêu cầu các học viên tham gia lớp học với sự tập trung cao, nắm bắt đầy đủ sâu sắc các luật nghị định, hướng dẫn và kiến thức mới về thẩm định giá nhà nước để áp dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, qua đó đẩy nhanh tiến độ trong công tác đấu giá đất, bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo. Kết thúc lớp học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước theo quy định. Trên cơ sở đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2023-2025 và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua thì Hưng Yên nằm trong 16 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Hiện tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng các điều kiện để thực hiện phương án sắp xếp 43 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 21 đơn vị mới. Thực hiện sắp xếp, thị trấn Vương mới được hình thành từ thị trấn Vương, xã Ngô Quyền và xã Dị Chế. Do sáp nhập 3 địa phương là một, việc xử lý cán bộ công chức dôi dư được cho là khó khăn nhất. Tuy nhiên, do nỗ lực và chủ động từ huyện cho đến cơ sở, việc bố trí sắp xếp đã đảm bảo các điều kiện theo quy định. Theo đó, ngoài số cán bộ gần đủ năm đóng bảo hiểm hoặc thiếu từ 1 đến 5 tuổi, theo quy định tuổi nghỉ hưu nằm trong diện vận động nghỉ công tác khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, thì việc quy hoạch bổ nhiệm điều động cán bộ đã được huyện triển khai và các đơn vị thực hiện triệt để. Tôi ủng hộ tất cả các chủ trương của nhà nước mà đã đề ra sáp nhập các đơn vị hành chính để tinh giảm biên chế. Nguyện vọng của tôi là làm sao này đảm bảo cho tôi cái đủ điều kiện để đóng bảo hiểm để tôi hưởng lương hưu. Khi sáp nhập hai xã Hồng Quang, Hồng Vân, tức là cán bộ công chức sẽ thừa. Thế trong cái thừa này về phía đảng ủy, thế rồi ủy ban xã, anh em tôi gặp gỡ tuyên truyền với các đồng chí, ví dụ còn 2 năm hay 3 năm thì có thể tức là xin nghỉ trước. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban huyện thì trong cái thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi cũng đã chủ động thực hiện các cái bước sắp xếp lại cái đội ngũ cán bộ. Theo đó, việc cân đối các chức danh sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã cũng như bố trí các chức danh khi đơn vị có người nghỉ hưu đều được rà soát, sắp xếp cán bộ để đảm bảo sau khi thực hiện sáp nhập, lượng cán bộ dôi dư ở mức thấp nhất. Các chức danh kiêm nhiệm, một người làm nhiều việc đang được hầu hết các xã triển khai, bao gồm cả xã không nằm trong diện sáp nhập. Quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác sáp nhập các cái đơn vị hành chính. Phó thủ sĩ là chúng tôi cũng đã tiếp nhận một đồng chí phó chủ tịch từ đơn vị khác chuyển về tham gia công tác từ mùng 1 tháng 6 năm 2024. Chí bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân. Thế còn đối với đồng chí phó bí thư thường trực thì đồng thời kiêm là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc. Toàn tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp xã với xã gồm 16 phương án, phường sáp nhập phường có 1 phương án và sắp xếp xã với thị trấn có 3 phương án. Theo đó, 1.541 cán bộ công chức cấp xã, viên chức y tế và người hoạt động không chuyên trách của 43 đơn vị hành chính sau sáp nhập được bố trí làm việc tại 21 đơn vị hành chính mới là 952 người. Số cán bộ dôi dư 589 người đã xây dựng phương án chi tiết bảo đảm trong năm 2025, giải quyết dứt điểm 151 người hoạt động không chuyên trách dôi dư đến năm 2029, giải quyết dứt điểm 221 cán bộ, 98 công chức cấp xã dôi dư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cái phê chuẩn nghị quyết đồng ý cho xã Phương Triều sáp nhập với xã Hồng Nam trở thành xã Phương Nam. Cán bộ đảng viên nhân dân sau khi biết được cũng rất là phấn khởi. Đây cũng là một cái niềm vui động viên để sau này trở thành một cái xã có đủ về diện tích cũng như về dân số trong cái việc mà xây dựng xã trở thành phường, được giảm được cái đầu mối, giảm biên chế ở dân số để điều kiện phát triển kinh tế, phát triển nên là xã hội nó cũng tốt hơn. Về sắp xếp trụ sở, tài sản công dôi dư trên cơ sở tránh lãng phí tài sản công cũng đã được bố trí phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, xây dựng nền hành chính công hiệu lực hiệu quả. Với chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần giảm số lượng cán bộ công chức, đồng thời đảm bảo các tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm vào cuộc của các cấp chính quyền, cùng với sự đồng lòng của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án. Huyện Yên Mỹ đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 60 dự án, tương ứng với diện tích trên 460 ha của gần 5.800 hộ dân. Các dự án thu hồi đất chủ yếu phục vụ công tác làm mới, mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng các khu cụm công nghiệp. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hiện đã có 2.100 hộ dân nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền chi trả bồi thường hỗ trợ trên 880 tỷ đồng, tương đương với diện tích gần 174 ha. Diện tích còn lại, huyện chỉ đạo các phòng, địa phương liên quan tiếp tục vào cuộc đồng bộ quyết liệt hơn nữa từ khâu tuyên truyền, vận động hướng dẫn giải quyết khó khăn vướng mắc, công khai minh bạch trong thực hiện các bước thu hồi đất để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp do Hội Nông dân huyện Phù Cừ đang quản lý cho vay gần 8,7 tỷ đồng. Hiện Hội Nông dân huyện đang triển khai giải ngân xuống cho các hộ cần hỗ trợ. Từ nguồn vốn trên, Hội Nông dân huyện Phù Cừ đã cho khoảng trên 160 hộ vay, sử dụng cho 12 dự án và 13 mô hình kinh doanh sản xuất nông nghiệp. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp được vay theo dự án, mô hình với quy mô hộ, thực hiện chủ trương quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu nông sản, mở rộng diện tích vùng trồng vải. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện cũng giải ngân từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho khoảng 40 hộ vay vốn bị thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3 và trận ngập lụt lịch sử với nguồn vốn khoảng 2 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện, chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện hỗ trợ vay vốn giảm lãi suất cho bà con. Thời gian qua, với sự phát triển của công nghệ số, các trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học, qua đó phát huy những ưu việt của công nghệ số để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Không cần in ấn tài liệu không sổ sách nhưng cô giáo Thúy, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Long và đồng nghiệp vẫn có đầy đủ giáo án, hồ sơ để giảng dạy cho các em học sinh. Bởi từ khi trường ứng dụng chuyển đổi số được cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh là kế hoạch báo giảng, sử dụng hồ sơ điện tử xác thực chữ ký số, giáo viên đã gửi hồ sơ kế hoạch bài dạy và được cán bộ quản lý phê duyệt bằng chữ ký số một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chúng tôi lên lớp mà không cần phải sử dụng đến cái quyển giáo án ấy nữa. Thay vào đó là chúng tôi có thể xách một cái máy tính lên và dạy ở trên lớp luôn. Không chỉ ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học, 2 năm trở lại đây, trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Long còn ứng dụng thành công trong triển khai học bạ số. Giảm thiểu cái thời gian mà giáo viên phải làm sổ sách rất là nhiều. Thứ hai là cái việc mà sau này lưu trữ các cái thông tin, các cái tài liệu của học sinh nó rất là dễ dàng và nó sẽ đỡ được cái việc mà các bạn sẽ bị mất các cái thông tin, các cái giấy tờ quan trọng mà cái việc mà chúng ta làm truyền thống trước đây là giữ bằng giấy ạ. Quản lý trên 40 giáo viên nên trước đây chị Nguyễn Thị Phúc phải dành rất nhiều thời gian để tìm sổ sách và ký giáo án giấy. Nhưng nay, chỉ với thiết bị là chiếc điện thoại thông minh chỉ có thể duyệt chỉnh sửa và ký giáo án bằng chữ ký số cho giáo viên bất kể thời gian nào. Trên cái nền tảng số là giáo án đã được ký duyệt rồi thì các đồng chí giáo viên đã sử dụng trên cái điện thoại thông minh của mình, trên cái laptop của mình để giảng dạy và nó giảm thiểu được rất nhiều thời gian và chi phí cho giáo viên. Huyện Yên Mỹ có 43 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến nay, 100% cán bộ quản lý và giáo viên cài đặt ứng dụng kế hoạch báo giảng, 100% giáo viên sử dụng hồ sơ điện tử xác thực chữ ký số, cả 43 trường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả của cái công tác chuyển đổi số trong ngành, chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện đăng ký đề tài khoa học, quản lý cái hệ thống bài dạy điện tử trong hệ thống các trường, và đề tài này thì cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đưa vào cái danh mục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025. Huyện Yên Mỹ đã xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số và là một trong những đơn vị đầu tiên trên toàn quốc tự chủ xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số cung cấp miễn phí cho 100% các cơ sở giáo dục trực thuộc. Hiện phần mềm đã được triển khai tại địa chỉ ienmĩ.edu.vn và ứng dụng app kế hoạch báo giảng trên điện thoại thông minh để cán bộ quản lý và giáo viên có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, phù hợp với nhiều loại thiết bị, hệ điều hành. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Đức Khải, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Trần Văn Hoàng, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hải Nam. Trước đó, Khải và Hoàng sử dụng hai tài khoản là Phạm Văn Nam và Tuấn Minh để đăng tin lên các hội nhóm tìm người có nhu cầu cầm cố xe ô tô và liên hệ được với một người có nhu cầu cầm cố và hẹn gặp tại một quán nước. Sau khi bị hại giao xe cho Khải để nhận số tiền 80 triệu đồng, Khải đã mang chiếc xe trên bán được 140 triệu đồng. Khoảng một tuần sau, bị hại liên hệ với Hoàng để chuộc xe và tiếp tục cầm cố một xe ô tô khác. Khi mang xe đến, Khải thuê một người tên Hải ở lại cùng với nạn nhân rồi giả vờ mượn xe đi đón Hoàng. Hải sau đó cũng tìm cách bỏ trốn. Các đối tượng đã mang xe ô tô đi bán được 200 triệu đồng rồi chặn hết liên lạc. Bị hại đã đến Công an huyện Văn Lâm để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Lâm đã nhanh chóng làm rõ và triệu tập Hoàng và Khải lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.